Hello và chào mừng em đã quay trở lại channel mình nhá. Thì hôm nay mình lại tiếp tục solo squad. Hôm nay mình sẽ cố gắng đi săn thật nhiều kill nha mọi người ơi, chơi theo kiểu khô máu luôn này. Rồi, mình là người đầu tiên vào cái khu tầng hầm này. À, mình thấy rồi nha. Bốn tên anh em ơi, một team 4 đáp ngay phía trên. Đâu rồi, combo của Groza với ốc của mình đâu? Bên này anh em ơi. Vào lấy súng thật nhanh rồi sau đó sẽ đi tìm người thật nhanh luôn. Cố gắng làm dẫn 30 kill xem nào. Đi qua chỗ này nữa là mình sẽ lên trên kia và đi tìm người thôi. Cố gắng gọi là đầu mùa 16 này để mình tìm một game đấu nhiều nhiều kia một chút nhá. Hai team bắn nhau à? Mình vừa nghe tiếng DPS của cái ông cờ nước ngoài kia vừa gạt một ông Việt Nam kìa. Bây giờ phải lên thì mới biết được. Rồi, để gọi là phun nước này. Phun nước bắt đầu gọi là chiến dịch tấn công này. Hai team thật anh em ạ, bắn nhau kìa. Thế thì mình đẩy lên đi. Đó, tên là Tab SS như Tab nhiều cũ luôn. À cái kìa nốc kìa. Dragon cái kìa vừa nốc cái ông cầm cầm DPS thì phải anh em ạ. Đẩy luôn hai team hai team. Đẩy lên. Úi rồi nó gạt kìa. Căng vậy bạn ơi. Ui. Nó thấy mình à? À đây đây đây, mày thế. Mình vào được nhà rồi mình đẩy luôn nhá. Gờ ra thì sợ gì đây, đờ ra gần đấy rồi, đờ ra gần mà gặp khỉ đột thì cũng tắt điện thôi. Đâu đồng đội đâu, đây à, đây còn bot hay sao ấy mọi người, bot rồi đây, từ chất ngay dưới này. Ô bên trái nữa, hai tên luôn anh em ạ. Hello này thì đẩy trống này, còn bot thôi, còn đứng chân lông khom này, đây rồi. Ôi giời ơi, clear luôn à. Thế là đây là một team. Ok, clear một team 3 luôn. Firm luôn con bot này luôn. Rồi, không biết team kia còn ai nữa không. Ô, có xe, có xe, có xe. Có xe anh em ơi. Ô, gì đây? Ủa, ship xe bạn ơi. Mình có gọi ship xe đâu mà tại sao lại ship xe tới cho mình này. Trời ơi. Bà đi đâu? Ông này chạy về chạy từ chỗ school với lại chung cư à? Chắc là đồng đội đâu gần đấy thôi, mình thử qua mình check xem nào. Đây này, có con xe quát đâm vào này. Thế thì có người trong này rồi, thoát làm sao được. Đây đây này, nhà này luôn anh em ạ. Đấy. Thoát làm sao được. Ủa bạn ơi. Ông này hình như là chơi game không không dùng tai nghe anh em ạ. Rõ ràng mình đi ngay sau lưng như vậy mà vẫn đang còn nhìn về phía trước là sao ta. Trời ơi bạn ơi, bạn chơi game như này là mất hết rồi bạn ơi. Hoặc là ông này kiểu đang chơi game trong giờ học này. Chắc chắn luôn. Giống mình kiểu ngày xưa ấy, thời đi học toàn dùng trộm điện thoại thôi. Đây rồi tướng chân nữa này. Ui thôi xong rồi. Vai cả trường ạ. Ông nội này ông ấy đi lom khom lại đúng cái cửa mình nhảy ra bị kẹt tí chết. May mà ông này cũng hơi ngáo đấy mọi người. Rồi phơm luôn đi. Đúng là MR lag có khác. Bạn này kiểu hơi lag thật. Ô người hay sao nhỉ? Hay là hình như là có hai con bot. À đâu, có Buggy này anh em. Thì có người chỗ này. Ô đây 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 đây, có tên mở cửa ra anh em ạ. Chạy đâu chạy đâu. À thanh niên này né hay phết. Ui bên trái này. Rồi nóc luôn. Ô mình tưởng bot. Đây rồi một team luôn à, team Việt Nam. Đây này Thanh Phong này, còn bạn này Giang Happy này. Vẫn nốc à, đồng đội đâu rồi? Hình như là có hai ông chỗ này thôi hay sao ấy mọi người. Hai ông đi bắt ghi này. Chắc là hai ông thần này đi ra đây để đi đi vào đây để tìm combo của Rosa với ốp hay phải hay sao ấy. Rồi bên kia có phải lấy gần này, mình sẽ đi về hướng phải lấy gần nhá. Ô. Adu. Có tiếng Scaler đứng ngay dưới hầm anh em ạ.
Vậy thì chắc chắn là đồng đội của hai ông này rồi. Thanh niên lại còn cầm ca bắn gọi nữa chứ. Kìa kìa, nó ra anh em ơi. Ồ, nào 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 nào. Nào đứng yên, đúng rồi. Đúng, ồ. Cái gì vậy? Thôi nó vào lại rồi, trời ơi. Thề luôn ý. Nãy em đứng yên cho bắn giữa đầu rồi mà cuối cùng hụt anh em ạ, mắt với chả mũi như vậy đấy. Thôi bỏ thôi. Coi như là ông đấy may mắn đi. À đây này, có tiếng ca silent này. Trong Pochinki luôn. Mình đang rất là cần cái silent này của bạn nhá. Ốp mình vẫn chưa có silent cơ, nghe nó hơi đau đầu. Ô nhà này có luôn à? Bạn bắn là dở rồi. Nào, ngó ra, một viên ốp vào đầu đấy. Mình đã bảo rồi, ngó làm cái gì không biết. Phải tên này cầm ca silent chúng ta. Để mình lên mình check đồ cái nhẹ. Rồi. Nếu mà không phải thì chắc là đồng đội của ông đấy cầm ca. Hình như là có mỗi tên đứng chỗ nhà này thôi. Chia nhau ra đứng đây làm cái gì đây? Đâu rồi? Ồ, vứt đồ này. Được bạn ơi, hợp lý luôn. Thế thì mình đỡ phải gạt để lấy đồ. À. Ơ, đúng ông nội này cầm ca silent rồi. Thế thì là ông này đấy mọi người. Thế thì gạt luôn đi. Mình sẽ đi tìm người luôn nhá, cho nhanh. Vậy chắc là nội ông này đâu đó trong cái khu này thôi. Mình lên xe mình đi check cho an toàn. Không lại bị mấy thanh niên cam nhà bắn lén là dễ giật mình lắm. Sẽ toang nữa. Đâu rồi các bạn ơi? Đồng đội bị gạt rồi, ra trả thù đi kìa. Ồ, thính ở bên này à? Mà lúc nãy thính phải lấy gắn bắn ở đâu đó gần chỗ này mà mình không thấy khói nhở. Trời ơi. Hình như là bị tắt khói rồi anh em ạ. Chứ nếu như mà bắn gần chỗ này thì còn khói thì phải. Ui. Hai tiếng ốp luôn à? Ui, chỗ này đông thế, người kìa nó đang ngó kìa. Đây rồi. Đấy, nhảy xuống này. À không nhảy à. Tên này IQ đấy, mình tưởng là nó nhảy ra nó kiểu nó móc sau lưng mình cơ. Ốp bom mà mình lao lên luôn. Ui ôi. Tên này nữa. Này thì cứu các bạn rồi, clear team này luôn. Còn team bên trường học. Đây đúng không? Trời ơi. Dụng đầu này, phơm luôn này, một viên rồi. Đã có tên bên trái nhìn mình nữa cơ. Hai 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 ông này đang đấu ốp với nhau anh em ạ. Kìa kìa, đang chạy kìa. Này, một viên headshot này. Nó nhảy xuống rồi. Tiếc thế nhở. Thôi, để từ từ nha. Lút qua ít đồ nè. Trời ơi, mấy ông này chắc giàu đấy anh em. Ông kia đã final kill luôn rồi. Nào có thể cầm ốp đâu, đấu ốp với mình không bạn này. Trời ơi, lại đạn ốp này, trận này lại giàu rồi. Nhiều đạn ốp để tí nữa vẩy này. Rồi ok, nào. Trời ơi, 40 viên đạn ốp. Vẩy tới sáng luôn. À, lại táp kiểu, táp gọi à. Đâu nhỉ, tay cầm ốp đâu nhỉ. Hay là cái tên cầm ốp là cái tên ốp, cái gì đây? Cái, ôi, vãi, nó còn xích người một cái nữa chứ. Rồi, nốc luôn này. Có xe máy vào này. Ủa, chỗ này tự nhiên sao đông ấy nhở? Hai tên à? Có hai tên. Ồ. Bạn chạy như này là mất hết. Vẫn còn hai tiếng chân nữa à? Thế là mấy ông này là đi 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 con xe máy ba anh em ạ. Nhảy ra ngoài này. Này thì lên cứu các bạn. Còn tên cuối thôi. Tầng 2. À, sang bên trái rồi. Đây này. Trời ơi.
Thế ông này lại không không đeo tai nghe khi chơi game rồi. Đùa ba cái ông thần này. Rồi, vậy là chỗ này là nãy là mình bắn chỗ này phải ba team đấy. Nãy hai team đầu tiên này. À nãy hai ông cái team đầu tiên. Cái team trên nóc nhà này vừa rồi, sau đó team này nữa là ba team luôn, bên trường học kia nữa là bốn. Đông thật sự luôn đi. Để mình qua bên trường học đi. Team trường học này nãy mình gạt một rồi anh em ạ. Cái ông lúc nãy mình nốc nữa chắc là được cứu rồi. Kia là xe máy thôi. Đây đây đây, trên đầu mình này. Ồ. À đây rồi. Ô. Ô cái gì đây? Ủa cái gì vậy? Người nhện à? Ồ. Tiếng chân ngay khu nhà, ngay nhà này luôn anh em ơi. Đây này, mình dừng đây luôn nhá. Cố lên nào, còn 10 kill cuối cùng này. Tròn 30 kill game này đấy mọi người, có cơ hội tròn 30 kill. Hết đạn giờ, hết đạn giờ. Hết đạn thì chết đi bạn ơi. Bơm luôn này. À, từ hồi máu đã. Ngay bên ngoài kìa. Có hai tiếng chân luôn hay sao ấy mọi người. À, ốp bom, ốp bom. Đỉnh của chóp đấy. Nào, nào. Bây giờ làm sao để công được cái bọn này đây, khó vết đấy. Nó đứng trên nhà anh em ơi. Một tên như kiểu là leo lên trên nóc anh em ạ. Đây mình sẽ ốp quả bom lên tầng 2 nhá. Kê chỗ này đúng không? Không nóc à? Ê, bọn này cũng ốp bom lại đấy mọi người. Tỉnh đấy. Để mình đứng lên mình ốp bom này. Chắc chắn là bên dàn, cái chỗ cái dàn mà kê chỗ cầu thang ấy. Đây này. Ôi. Giờ nó kê kìa, các bạn thấy chưa? Ui. Bên phải mình một tên nữa. Ô kia rồi. Tên này phải dụng đầu. Ui, không trúng đầu. Trời ơi, quả đấy trúng người. Vãi cả trường. Để mình ốp quả bom nữa đi. Ốp luôn vào trong cái phòng tầng 2 này. Rồi, nóc này. Ôi, không nóc à? Tên kia lại ngó em ạ. Lại ngó này, ôi. Khó chịu thật sự. Nào, nào. Ủa, cái gì đây? Này, thì đùa. Cái ông đội này hơi bị lầy luôn ý mọi người. Kìa kìa, ngó kìa, ngó kìa. Này thì không bay đầu đi. Thanh niên Việt Nam này chơi hơi bị lầy luôn ý. Mình nghĩ chắc là mình nên lút qua xác ông này rồi sau đó mình di chuyển vào bo luôn. Hai cái ông tìm chỗ đằng kia thủ chắc quá, mình không dám công. Không lại chết. Rồi té thôi, té thôi. Chỗ này hơi ban căng anh em ạ. Mấy bây giờ mình không lại đằng kia, mình lấy được con xe rồi. Trận này tầm này phải đi bộ vào bo bo cuối này, đi bộ chỗ này hơi toang ấy, nó trống quá. Trên kia có thính thường nữa kìa. Biết làm sao được, cứ di chuyển đại đi nha, chết thôi này. Rồi cái bọn kia không biết là nó sẽ chạy như nào, nó vào bo đây, mình phải chạy vào bo trước mình cam bọn này anh em ạ. Ui, Flyzone ông nào rồi kìa. Nhưng mà nãy là mình thường nghe thấy có hai tiếng chân cơ. Đây 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 đây. Nó chạy vào này. Đấy, mình biết ngay mà. Nào nào. Ồ, mắc nhà vệ sinh rồi. Để xem nhé, bo này, cái móng này chạy vào kiểu gì. Đây rồi. Tầm này cứ một viên vào người ở nóc này. Nó yếu mà. Này thì chạy này, Tùng à. Tùng đen lắm Tùng ơi. Tùng, Tùng không gạt được. Nhưng mà cũng cũng outside thôi. Bo này thì nó giật cho từng cục, từng cục. Đây 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 đây. Chạy này, ui hụt kìa. Bạn ơi. Này thì ui. Ủa sao không trúng nhỉ?
Đùa. Cái gì vậy? Ui rồi ôi. Cái ông này mới chạy thẳng mà mình bắn về đến viên thứ tư hay viên thứ năm mới giết được. Khó thật sự luôn đấy. Quả đấy như là mình kê nó hơi xa, đạn bay sớm, kiểu bạn đạn, đạn ốp này nó bay hơi nhanh đấy mọi người. Trời ơi, cái bo tiếp theo nó mãi tiếp thằng kia. Chỗ này nguy hiểm phết nhở, còn 3 tên nữa, trận này không được tròn 30 kill rồi. Nếu mà có ăn được 3 mạng còn lại thì cũng được có 27 kill mà thôi. Hơi khó phết đây anh em. Thôi kệ nha. Bây giờ cô lấy cái top 1 trận này là cũng là ngon rồi. Top 1 27 kill còn mong đợi gì hơn nữa. À, chỗ này mình thấy nó hơi toang rồi này. Thính thường ngay dưới. Ồ. Một ông vừa chạy ngay trước mặt mình luôn anh em ạ. Từ từ từ, ông này vừa chạy chỗ đằng kia. Mình phải lên trên này mình móc ông này thôi. Ui, ngay chỗ hòn đá rồi. Thôi xong rồi, bắt buộc phải công thôi anh em ạ. Ui. Cái gì đây? Vãi cả trường Bizon. Ui, tên này tỉnh thế nhỉ, nó thấy mình nó đứng lại hòn đá nó kê mình luôn kìa. Rõ ràng mình thấy nó chạy xuống dưới đường kia, mình tưởng nó chạy vào bo cơ, ai ngờ nó đứng lại nó cam mình luôn. Mày thế. Vậy là còn hai tên cuối nữa mà thôi anh em ơi. Ui may mà hòn đá đấy trong bo. Để mình đứng đây mình phun nước đã. Cứ bình tĩnh. Bo này thì mình nghĩ là hai tên còn lại trong khu nhà rồi. Khu nhà ngay dưới kia trong bo luôn. À đây nhá, đúng rồi. Mình thấy có con bác ghi ấy, đâm vào cái thùng công. Này, nhặt thêm sở mốc này. Kiểu này phải sở mốc rồi chạy vào bo thôi. 1v2 thì nếu mà bị cam bo thì mình vẫn đang có cơ hội mình ăn được. Uầy, cảm giác nó hơi toàn toàn anh em ạ. Sở mốc thôi, sở mốc thôi. Cơ hội cuối cùng này. Khoảng hết sở mốc rồi sau đó gọi là chạy vào bo luôn này. Chiếm mất ngôi nhà trong bo luôn. Rồi. Đẩy đi anh em. Liều ăn nhiều phát này. Mây mù răng kín rồi. Có ai thấy mình được không? Không có ai hay sao nhở? Khu nhà này clear à? À đây đây, trước mặt này. Có luôn, biết ngay mà. Ồ. Khỉ đâu ra bạn ơi. Rồi rồi. Chết ngay. Còn một tên cuối nữa thôi. Bạn của ông này luôn anh em ạ. Á đồ. Ui, vãi cả trời nhảy kìa. Từ từ nha. Tại sao ông đồng đội lại bắn mà lại ông này lại nhảy anh em ạ? Để xem. À, vứt súng rồi, vứt súng rồi. Ui. Thanh niên vứt súng rồi anh em ạ. Đáng yêu thật sự. Rồi, để xem cái ông này ông ấy muốn gì nào. Vứt súng thì ok. Chứ mình chỉ sợ là nhiều ông team up bẩn thôi. À, đập chảo à? Hay là ném không? Ném nhá. Có nên ném không nhở? Thanh niên tếu ấy. Tội ông đồng đội kia bắn mình xong bị mình gạt, hơi đen. Trời luôn. À đây này, mình nghe được rồi. May mà không lần này không bị lỗi mic. Đây. Cởi đồ à? Đây để mình ốp bom lên xong rồi bắt đầu lao vào ném luôn này. Rồi, ném đi bạn. Ném luôn. Không ném à, đúng rồi ném đi. Đấy, đúng rồi. Cố lên nào. Nào nào. Ui vâng, cái ném ném cái chảo này khá là khoai đấy mọi người. Lần trước ném một lần với lại cái ông nào rồi. Ui rồi, ôi. Từ bạn ơi, từ 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 từ. Ai à, à chúng một phát rồi kìa. Đấy rồi, chúng một phát rồi anh em ơi. Bạn chết với mình rồi. À. Ơi, thanh niên. Chưa tìm được cháu ạ, à, đây rồi. Này thì ui. Hello hello ý. Ý ơi, khó phết đây anh em, khó vãi. Này thì ui. Chảo bay nguyên xuyên, xuyên qua người mình luôn kìa. Quả đấy mình hên thật. Thôi xong rồi. Từ từ bạn đây. Nào, ném đi. Lộc ơi. À, Lộc ơi à, biết tên mình rồi. Ồ. Toàn rồi. Toang rồi đúng không? Thế thì nhảy ạ, à, nhảy ạ. À. Ý. Nhảy này, ôi hai phát rồi chưa chết. Ông này còn chấm máu thôi. Ông này giáp 3 mà.
tôi chịu chết Chịu chết à? Chịu chết à? tôi biết ngay mà. Vãi Thank you lâu cả nha. thanh kiếm. Ok bạn Chơi ơi. cậu lâu lắm hôm nay được chơi cậu trận. Ui, ok bạn ơi. Chả hiểu kiểu gì bị mình ném chết lại còn thanh kiêu đó. Chắc là kiểu thanh kiêu là vì mình cũng giao lưu chảo đấy anh em. Ok bạn nhá. Thôi trận này là được cái top 1, khá là vui khi mà gặp một bạn fan cuối anh em ạ. Thôi bye bye mọi người, hẹn mọi người clip sau nhá.